Từ từ mình lên. Tách con nâu luôn này. Tách nâu luôn đi. Con nâu này mình để lại luôn ngay. Hay là lái cho lâu ăn thử. Lái cho lâu ăn thử được ha, lâu ăn thử con nâu đi. Lái cho lâu ăn thử đi. Chứ lâu lao lấy ôm được. Trời ngõ luôn mọi người. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh HT Vlog. Sáng hôm nay anh em đi vào rừng để lái tụi ong mọi người, với lại đi phiêu lưu ở rừng núi. Thì sau 9 tháng 10 ngày cư mang thì ấp ủ lao thì lưu có hứa hẹn với anh em là sẽ qua lại với lại kênh HT Vlog một lần nữa mọi người kìa. Thì lưu hôm nay lưu đã đến và cùng trải nghiệm với anh em về vấn đề núi rừng. Là anh em hôm nay anh em sẽ đốt tụi ong, lấy tụi ong mặc á. Thì đây có lưu đi sau đó mọi người, thì anh em đang trải nghiệm đi vào đừng sẽ thực hiện. Mà mình sẽ để cho lưu trải nghiệm mà đốt ong mà như thế nào mọi người nha. Đây là Khánh sẽ thực hiện là nhiệm vụ chính đốt tụi ong. Còn mình bây giờ là mình sẽ ghi hình. Khánh ơi, chờ anh em đi với chứ. Cũng như xe máy đó thôi chứ. Mình đi nóng máy quá mình dừng lại mình đổ nước mua chứ mà. Ấy nóng máy rồi mình chịu sao nổi. Mình phải chăm nước rồi vô chứ. Hôm nay anh em mình đó mọi người, thật cái tiền vlog á. Vô lưu với lâu lần thứ hai sau nhiều ngày. Mọi người hiểu vì sao lưu cảm nhiều đồ như vậy không ạ? Vì mỗi lần anh em mình vô lưu với một team khác mọi người kìa, là có team khác họ luôn luôn chuẩn bị thiết bị để họ ghi hình cảnh đêm, cảnh ăn, cảnh thú và nói chung là cái chủ đề của họ như thế nào thì họ mang thiết bị theo thế ái mọi người. Thì anh em mình vẫn luôn hỗ trợ mà các anh em tìm khác đó, mọi người thấy nguy hiểm không? Đã nhé, luôn ở trên rớt xuống đó mọi người. Mình người đi trước và người đi sau cẩn thận, người đi trước cũng tỉ mỉ một chút. Đây mọi người, thấy tụi ong từ bắt đầu làm đúc, làm cả khói sẵn rồi mọi người nha. Hiện tại thì anh em vẫn rất là anh em HT Vlog có kinh nghiệm trong vấn đề làm khói lửa mọi người tại rừng núi mọi người. Anh em làm rất là cẩn thận không để những cái gì đáng tiếc xảy ra, như ví dụ như hỏa hoạn chẳng hạn mọi người. Anh em luôn chú trọng đến những vấn đề này là cần thiết đối với không chỉ cho bản thân của cá nhân của anh em mà cho kể cả rừng núi thiên nhiên và mọi người, và kể cả cơ quan chức năng nhà nước họ khỏi quan tâm. Nếu mà một trong những số anh em có ban ngành nào mà thấy được xem được cái clip của anh em chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng xin công cách với cơ quan có thẩm quyền là chúng tôi luôn giữ lửa đúng quy định. Chúng tôi vẫn không để những chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi luôn luôn dập lửa với bằng nước. Sau khi hết khói hết lửa, chúng tôi sẽ bắt đầu rời khỏi khu vực chúng tôi lái tụi ong mọi người nha.
nếu những cái cơ quan đơn vị thẩm quyền nào mà thấy chúng tôi làm những cái gì không đúng, xin góp ý thêm, chúng tôi cũng xin ghi nhận. Cảm ơn mọi người nha. Sau đây tiếp theo là mình và tôi sẽ di chuyển lên trên để ghi hình tụi ông mọi người xem ha. Tiếp theo mọi người ơi, là bây giờ là anh em bắt đầu là tiếp đến chỗ cái chỗ khu vực ăn này, thanh rằng đang ngắm ngắm nghiêng nghiêng, từ thì vẫn hoạt động. Mình sẽ di chuyển camera cho mọi người xem cái tổ ong ha. Đây mọi người nha. Ôi dưới đất không biết thoát ong. Đây mọi người, ngái đào tay mà luôn. Tổ ong thì nó nhỏ thôi, ở dưới thì nó cỡ xíu 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 đi. Nhưng mà lên thì thấy đầu mặt có đầu mặt rồi mọi người. Ong cũng khá không, cánh vô vỗ xù 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 xù. Con bắt thôi mà. Con này nó cắn đổ máu này mọi người này. Đây nó to lắm ấy, ha, cái miệng của nó không, đây nó đang bù lên cái chân này, ghê, yeah. Còn này còn hút máu, người mọi người nè. Đây cả nhà, anh em HKT Vlog đã cung cấp cho mình một cái mũ bảo hộ nghe, thì hy vọng là trùm thử vào nó an toàn, mọi việc nó sẽ an toàn tuyệt đối. Bây giờ mình trùm lên cho cả nhà xem này. Đó. Đây mọi người, chỉ bảo hộ cái đào thôi, còn cái thân mình thì các bạn tự hiểu. Cả nhà có nhận ra mình hay không? Mọi người, mình thì luôn luôn bảo hộ như thế này, mình luôn luôn giữ an toàn. Và tất cả anh em đều, ai đang cũng đều phải giữ an toàn. Để khoảng cách khi lấy tụi ông, cho dù nó to hay nó nhỏ, thì anh em vẫn giữ an toàn là trên hết. Đây, Lưu là người đặc biệt, hôm nay anh em mình sẽ chăm sóc Lưu, bảo vệ Lưu những cái nạp độc của ông á. Kiểu như các bạn chăm sóc mình. Mọi người biết không, lần đầu tiên Lưu đi trải nghiệm lái tụi ông với lại anh em mình, vô tình hôm nay anh em mình chưa tới chạy á, mà đi ngang giữa đường thôi, thì tình cờ gặp có tụi ông, mà anh em hôm nay là chính thức anh em đi đấu ông, thì gặp Lưu á kìa, cho Lưu gần đầu tiên gặp luôn. Cả nhà có nhìn ra nếu có cơ hội mình sẽ trói nha. Cả nhà thấy Lưu giống một chú hề không, nhiệt độ ở đây rất khắc nghiệt cả nhà, nó nóng kinh khủng này, nhưng mà Lưu phải lấy hết sức để mà đeo cái này vô. Cái này nó dày rồi. Đi núi thì mặc quần quần jean, áo sơ mi. Phong cách mới. Đã ngột thở quá. Huy đừng nói nghe. Rồi Khánh đang tiếp cận của ông rồi cả nhà. Anh nói thật nghe đi. Mà tôi lên mà đây. Chưa đi đâu, chưa đi đâu, thật thôi, bình tĩnh đi. Gửi cái mô tôi vào. Đứng nha. Quay nha. Mình qua thì lái mình này. Chính nạp à? Thôi đó đếm này, Lên đây, đây là hết trắng hả? Lên đây đi. Lên đây đi. Lên có đếm là không cắn nữa, lên đi. Phải cắt mặt nó thấy cái. Lên đi, đếm này. Lên luôn đi bọn, lên luôn đi, bảo vệ tôi chứ. Lên luôn đi. Lên luôn đi bọn ơi. Lên luôn đi chứ không thôi ngấm nữa đó. Lên ngay chỗ tôi ngồi nè. Lên đây đi, lên đây. Nó lên ngay nhánh đây ngồi đi. Ngồi đằng tôi có khó không quá chứ. Tôi bị ta lái rồi. Chân cưới nhà cái chân với lại cái tay chân. Kinh thiệt. Lên đi, lên đi. Chân cua rồi. Nó bị máy phốt rồi. Máy phốt rồi. Bạn nó phốt rồi. Bạn phốt rồi hả? Cái đám ngắt lại mà cho khó lên thẳng ổ này. Ngắt ngay đó, lùm. Quá mừng. Đưa ra tao quýnh nằm rồi, Wow. Mấy chục phốt rồi. Nè, nắm chim bồ qua này. Cứ hái cán rồi đó. Okay.
ầm căng quá mọi người, căng tự mong hiền lắm nhưng căng kinh mà. À, đang đánh đếm đánh khó cho nó ra mọi người. À, đang hút mặt này quay hết chỗ ăn đi rồi. Đếm không khó, hết khói mọi người kìa. Khánh làm cho nó ra. Quay bên nữ bên này kìa, quay từ từ. Đây là mặt nè. Nông mặt cũng có mặt hết chứ. Đóng lên cái vô trường mọi người nha, làm lên đóng cái vô trường. Mà ngồi nhỏ mà quá mặt hết chứ. Thôi, chị quay cái đây. Quay cái kế. Khánh làm tách cái mọi người nha. Mặt trong veo. Mặt đỏ không? Cái bỏ luôn ngay. Ừ. Bỏ cái lấy cái lấy cái giòn lụ ơi. Hả? Lấy cái giòn lụ không? Cái giòn lụ. Quan cục xuống cho ăn. Anh chờ chờ chờ. Chúng như xoài kìa, cho khỏi ăn một chút đi. Có chừng có con không á. Ê mọi người. À, không đeo bộ chân bộ tay vậy mọi người. À, bộ hồ bình thường thôi, một cái đào thôi mọi người. Cũng giúp cho ngực máy phát luôn đầu điếng á. Tự mới hiền lắm mình từ từ mà lên. Tách con nâu luôn rồi. Tách nâu luôn đi. Con nâu này mình để lại luôn ngay. Hay là lái cho lâu anh thử. Lái cho lâu anh thử được ha, lâu anh thử con nâu đi. Lái cho lâu anh thử đi. Chứ lâu lâu lái ôm được chứ gì đâu. Miếng miếng nâu là tách trước luôn này. Ừ. Lâu lâu lái miếng nâu chứ. Nhỏ mà. Nhỏ quá. Bình thường thì không có khách, không có vị khách lạ nào thì mình để con nâu lại cho nó được không? Nó phát triển. Bô hình. Từ lái bô hình. Mọi người ơi, sau khi thành quả mình lấy xong là cũng được 2 lít mặt mọi người. Thì anh em bắt đầu đi xuống là mọi người. Bây giờ có cái đốm nút nữa nè, nó sẽ gây ra hỏa hoạn cháy rừng ha. Thì anh em bắt đầu sẽ dập. Mình sẽ tưới nước cho nó hết mọi người nha. Vì đây là mùa nắng khô thì nó sợ mình nó lan ra. Rồi mọi người, đảm bảo an toàn mọi người ha. Mọi người xem video mà thấy có ý kiến góp ý gì hay hơn thì mọi người comment phía dưới mình xin ghi nhận. Rồi, nó béo, nó thơm. Này. Mặt à, vừa ăn không nên nói bà. Khi mà mình đi núi á, mình lấy được ông mật như thế này. Mà những lúc mình mệt á, mình sẽ ăn một xíu vô là nó rất là khỏe. Nhưng mà mình hạn chế ăn nhiều nghe. Mình chỉ ăn để lấy sức khỏe thôi. Chứ còn mình ăn nhiều là nó sẽ bị say mật. Đó, mình khuyến cáo với cả nhà như vậy. Đây là những cái chia sẻ thật lòng của anh em HKT Vlog. Và mình sẽ ghi nhận. Thôi đi nhanh đi mà. Em đổ xuống nó. Nhanh lên, rút đi đâu. Rút rạc đi. Rút rạc đi kìa, xuống đài đó. Rút đi. Rút đi, nhanh nhanh lên. Đổ xuống ăn cái là rồi, nhanh lên. Trời ơi, nè. Cái nào giỡn? Trời ơi, nó này. Nó nói trồng lại ông luôn á. Ô, cái này là cụ giỡn nè. Kinh chưa? Trời ơi. Đậu quá, đậu quá. Rồi là anh em mình trưa nay có một bữa rau thật là tuyệt vời đấy nha cả nhà. Trời ơi. Quá đã luôn. Ông giỡn luôn. Quá. Này lục cái mám thôi á. Rồi. Biết vâng. Nó dẫn cho nhiều để dành bữa bố về để. Khá chắc cũng được 50 ký á. Nhiều lắm, rất nhiều cái lắm mà để dành bữa bố về gái về nhà ăn. Ok. Trời ơi, cái gì. Cái gì cho nóng quá. Nhìn phía đó. Mình thấy là dẫn hả? Cô lâu đùa mọi người ha. Nhờ làm gì đó. Bác cái gì á. Nhờ làm gì đó. Đợi,
từ từ đứng im vị trí. Không mọi người, bây giờ giống nhảy cho hay đi qua mọi người. Ủa lộn đường à? Thì vừa mới lao quá, hay ở nhà bằng việc công việc má mát quá mọi người, thì hay mới quay lại con đường đi lại cái đường cũ mọi người, thì hay đi lộn cái đường xíu mọi người, thì quay xuống đây vừa anh em vô hết trái vỏ đó mọi người. Tư thì mới lúc nãy thì Tư trôi qua Hy đó mọi người. Khánh gặp cái cây này, Khánh sẽ đi ba nhổ cây này để làm thuốc cá cho mình, ba cái lá cho mọi người xem thử. Đây, Khánh đang chặt cái nhánh mà. Cây này gọi là cây gì nhỉ? Không biết, người đồng bào mình thấy người đồng bào họ hay dòng cái lá này họ. Cái lá không thôi hả? Ừ, họ lồn cho có sai chứ không chết. Cá sai rồi bắt cá không ảnh hưởng nguy hại đến dòng nước. Bây giờ phía dưới mọi người chặt không thôi à. Cái lá như thế này mọi người, đây có bông luôn này. Khánh, mọi người đón xem Khánh sẽ làm thế nào để Khánh bắt cá nha mọi người. Cái này hình như là cái thuốc cá, mà thuốc như thế nào thì mình chưa biết. Khánh sẽ làm là mời mọi người đón xem. Có bắt được con cá nào không nha? Chắc là trắng là được nhưng mà không biết nhiều hết thôi. Cái này Khánh nói là làm cho cá nó sai với mọi người. Chứ không có. Có được dễ bắt. Cái này chỉ thuốc ở làm ở vũng nước nhỏ mọi người, nước lớn mà chảy như thế này là như cái suối này mọi người, này cá không chết, nó loãng quá, với lại số lượng cá hiện nay thì không đủ. Thì anh em bắt đầu đi tìm cái hố càng nhỏ để thúc á. Cái trước lưu với lại từ đi phía trước mọi người. Ở đây đá nó trơn trượt lắm nghe. À mọi người, thì anh em đang ra đã đang có hố, theo hố nhỏ, không còn đi hố lớn rồi mọi người. Anh em đi hố nhỏ này ít nước mọi người à, là anh em sẽ làm bắt cá giả cái cây nó ra, là cái nước nó thúc cá. Ví dụ rỉ rỉ xuống hũng nước nhỏ này mọi người này. Đây thì bắt những con cá, mà riêng hũng này thì không có cá. Hôm nay cái chai này nè. Đây hũng này. Hũng lượng nước vừa đủ. Vừa đủ lượng nước, vừa đủ lượng thuốc, liều thuốc đây. Khánh đang đi đây mọi người nha. Tí nữa Khánh thực hiện mọi người. Mình sẽ tìm hộp nước nào mà có cá nhiều á. Kêu mình làm. Bắt cá dễ hơn mọi người. Ơi mọi người ơi, Khánh bây giờ sẽ quyết định thúc cá cái vũng nước này, vũng nước nhỏ này mọi người. Vũng nước nhỏ này đi qua thay cá, bơi qua bơi lại, bơi tới bơi lui bơi xuôi bơi ngược. Có mấy con cua đi ra rồi. Thấy người nó chạy mọi người. Khánh sẽ thúc khu vực này nha. Ô, có cá, cá bơ kìa. Wow. Cái cài để đập thôi, chứ không có gì cả, đơn giản thôi mà. Đây, có bơ mọi người thấy không ạ? Đây, có to, có cái nhỏ, có vừa, có lớn, có con, có bé, có ốc, có cua, có đầy đủ mọi người nha. Ô, cá lồng nước đục luôn mọi người này. Quay đi chứ, quay nấu nồi canh chua nha. Mình sẽ bắt cá này gì mình nấu là canh chua nha mọi người. Đây, Khánh sẽ làm. Đây, Khánh sẽ dùng một nắm lá chừng đó. Thank you.
sau một thời gian khoảng 10 phút rồi có cái đầu nó xài cá nó ngắt ngắt xài nước kết thúc xài lá này mọi người ngắt 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 lên bầu trời đây mình sẽ canh chuyển vào tay bạn cá thì nó bắt được đặt trái rồi dễ bắt lắm á cá to thì nó cánh đồng lồng loa cọc lần rồi bỏ loa cọc vô qua này chuyển cái này rồi nó dâng lên cho qua làm cái nào cho hợp lý ra mình bên đồ thi làm lại luôn sót cho đây này à, đồ có vô xong rồi đó gáp có là dùm lại buồn nhiều lắm gáp có tràn phải đó có đặt to mời mọi người dùng bữa cơm ngon chưa có này bị bệnh có lẽ nó chua này thôi ạ vô tới trẻ hay bây giờ đây mời cả nhà à dọc ăn đây luôn ăn cơm có không kinh này đây là rau dấn nha mọi người hay gọi là rau nhớt mời mọi người dùng bữa cơm với lại anh em Lưu đang ngồi đó mọi người à, Lưu xin phép được mời cả nhà cùng ăn cơm với anh em nghe thì bây giờ cũng hơi hơi muộn rồi tại vì anh em chưa này quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi còn gì thú vị hơn nữa trời ơi nhìn nó sướng để đắp mít ái về nó nhỏ nhà xe lục xe này ngon quá nóng quá cả nhà ơi à. Nóng quá trời ơi mà đã này gà này đó, 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 đó. Rồi mình mời cả nhà một miếng nữa nghe đây chấm ngập ngập vô rồi mời cả nhà nghe lấy được mời cả nhà lấy rượu nghe đây mình uống trong thùng trong chai luôn đó đây là rượu nấm lim xanh của anh em HKT Vlog mang theo để anh em mình giải mỏi rồi mời cả nhà nghe quá tuyệt vời